Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh YouTube Xe Pháp Phú Mỹ. Hôm nay mình Phil xin giới thiệu với các bạn showroom xe cũ tại Ford Phú Mỹ. Đây là hai chiếc Ford đang được trưng bày tại showroom xe cũ Ford Phú Mỹ. Chiếc đầu tiên là mình giới thiệu với các bạn, trước mắt chúng ta là chiếc Ranger XLS AT. Trước mắt chúng ta là chiếc Ranger XLS AT. Xe này sản xuất 2016 mà được đăng ký vào tháng 2 năm 2017. Chiếc này màu đỏ rất là đẹp thưa các bạn. Đây là ông vua bán tải, được mệnh danh là Ranger bán chạy nhất trong phân khúc tại thị trường Việt Nam vào năm 2017 và 2016 đó các bạn. Đây mình quay các bạn xem, mâm lốp rất là còn đẹp ha. Xe này đồng hồ mới đi được 31.000 thôi. Mình quay ngoại thất xung quanh xe cho quý khách hàng cùng xem. Đó. Đây, chiếc này đang được rao bán với giá là 535 triệu. Có gắn thẳng nắp thùng sau Cariboy, hàng chính hãng. Cái này là biển số thành phố luôn đó các bạn ha. Xe công ty xuất hóa đơn. Với giá 535 triệu thì quý khán giả có thể sở hữu được một chiếc xe với ngoại hình cũng còn khá đẹp, mâm lốp cũng nè, lốp cũng còn khá tốt mà. Đó. Quay phía ngoài trước rồi mình sẽ vào nội thất cho các bạn cùng xem. Đây, lốp mâm không có bị cấn đụng va quẹt gì á. Xe này đã được kiểm tra tất cả các hạng mục của Ford theo tiêu chuẩn quanh Ford toàn cầu. Đây nội ngoại thất của xe này. Mời các bạn vào xem khoang nội thất. Đây là được giữ nguyên bản zin 100% với bộ ghế nỉ. Bản này bản XLS AT ghế nỉ ha. Đây đồng hồ, quay đồng hồ cho các bạn xem. 31.153 km ha. Xe này đảm bảo không có tua km đồng hồ cho các anh chị cùng xem. Ghế rất là sạch sẽ, đã được trưng bày tại Ford Phú Mỹ và được vệ sinh nội thất, ngoại thất đầy đủ sạch sẽ. Anh chị chỉ mua về là đi sử dụng thôi. Đây hàng ghế sau. Nắp thùng Cariboy anh chị chở hàng được thoải mái ha. Cũng khá rộng rãi. Cái nắp thùng cao này mình chở được rất là nhiều hàng cho anh chị vừa mua về vừa đi công việc vừa đi gia đình. Rồi mình ra phía trước mình quay kỹ một lần nữa cho các bạn cùng xem. $535 triệu ha. Anh chị có nhu cầu thì hãy liên hệ số hotline mình để bên dưới video clip này. Trên đây mời các bạn xem lại cái hình ảnh của xe mình chụp xung quanh. Các bạn thấy video clip này hay thì vui lòng comment, like và subscribe kênh. Anh em có nhu cầu vui lòng liên hệ số điện thoại 0915116831 để được mua chiếc Ranger siêu bán tải với giá chỉ 535 triệu. Xin cảm ơn.